Hello everyone, welcome back to Jurassic World the game. In this episode, I will play some battle with new panda Iluraptor. Now, I hope you like my video and support for my channel. Rồi, để trước khi mà đi vào cái trận đấu của cái con panda mới này, các bạn rất sẽ nói về cái việc là cái con panda này nó sắp có cái trận tournament. Tournament tối nay, bây giờ là Rick quay cái video này lúc 10 giờ sáng thì 8 giờ tối nay thì chúng ta sẽ có cái tournament của con panda. Với lại ngay chỗ này nó đã sửa lại thành cái con Edaphosaurus này các bạn. Ngày hôm qua nó để lộn cái hình ảnh của con Fukusaurus ngay chỗ này. Nó lộ ra. Và Rick nghĩ thì cái con Fukusaurus sẽ là cái tournament tiếp theo sau cái con panda này. Tối nay chúng ta sẽ đấu cái trận của con panda và cái tournament cuối cùng sẽ là một tournament của con Super Hybrid. Thì không biết là con nào đã chiến thắng trong cái trận Super Hy cái vote của Super Hybrid để được đưa vào cái tournament. Rồi, bây giờ nó sẽ vô trận đấu đầu tiên của con panda nha các bạn. Trận đầu tiên thì Rick sẽ không có lấy mod, chỉ là đấu một trận bình thường. Và cái con panda này nó cũng khá là mạnh, nó nằm tầm ngang ngang gần gần con Blue, con Tyrannosaurus Gentle, con Jodon đó, hoặc là con Dryzinosaurus Gentle này đó, những con này. Thì con panda này nó cũng được xếp thứ hạng cũng khá là cao, 2854 máu và 892 điểm tấn công. Chắc chắn cái con panda này nó ở bên Cenozoic thì những trận đấu có nó luôn luôn là đấu trong cái đấu trường của Cenozoic rồi, không có thể đấu ở đấu trường bên ngoài được. Trước khi vô trận đấu này, ôi game bị lỗi tiếng rồi, lại không có nhạc, quá buồn. Thì không biết là các bạn có thấy được cái hình ảnh của con panda ở trên những cái trang mạng xã hội của Jurassic World Game hay chưa. Nó vẽ cái con panda nhìn ốm nhách rồi, nó không có giống con gấu trúc. Thường con gấu trúc, đa phần gấu trúc là nó mập mập ú ú, mà con panda nó vẽ ốm, rồi cái con panda này cũng ốm luôn. Trời ơi, không có nhạc. Hai tát rồi, không biết con panda này cái animation rồi xong luôn, chết quèo. Cái animation mà lúc tấn công 8 điểm thì như thế nào ha, chắc nó cũng sẽ giống những cái con gấu trước đó ở trong game. Ui rồi nó giết con Blue luôn rồi à. Rồi xong rồi. Ôi nói nhiều quá, quên luôn cái trận này rồi ta. Chết rồi. Chết tôi rồi. Ây, thôi rồi, thua rồi, thua đậm rồi các bạn ơi, gặp cái con lưỡng cư rồi, Super Hybrid. Con Diplodocus Sucus 1003, hy vọng là nó quánh hết 4 điểm thì 4 điểm đích cũng không có cơ hội ăn. Rồi xong luôn. Hụ hết 4 điểm luôn. Trời, nó hụ 3. Ủa sao lại thủ 3 điểm? Nó đang hả? Mình nó đang khắc tin mình mà nó điểm cao hơn mình mà sao lại thủ 3 điểm? Rồi tuy nhiên giờ lại quánh 4 điểm. 4 ô, 4 điểm chắc chết được á. 1 2 3 ra 2002. May quá trận này vẫn thắng. Để ra reset lại cái game. Trời, khúc cuối có nhạc mới ghê chứ.
Đánh nãy giờ không có nhạc, khúc cuối vô có nhạc. Khúc cuối thắng có nhạc. Ok, thêm một trận của con Panda nữa đi. Lần này thì Red sẽ lấy con Scorpius, Chodon với lại Panda. Đọc Para cho nó nhanh. Tại cái tên mà Iluratos của nó dài quá, khó đọc quá. Giống như cái con cầm Sonathus thì đọc là Combine luôn cho nó nhanh. À, Combi chứ hả? Đây, trận. Ơi! Ủa, tự nhiên nó lại đổi trời. Các bạn hiểu lý do tại sao nó lại đổi không? Chứ là rít không hiểu rồi đó. Nó đổi qua con chim với lại cái con chó kia thì nó đâu có liên quan, nó đâu có thay đổi được gì đâu. Ê, có thay đổi nha, có thay đổi nha. Con chim mạnh hơn nó giết rít rồi. Nhưng mà theo rít thì không nên đổi, thà hy sinh luôn con chó. Đúng không? Thà hy sinh luôn con chó thì có vẻ ngon hơn, để chim mạnh hơn có lợi hơn đó. Đổi chi rồi giỡn chó yếu xìu, khó hiểu thật. Đó, trận này Chodon hả, xử mấy con này nhừ tử luôn đi. Ơ, nó lại đổi nữa kìa, thật khó hiểu. Không, mình hiểu rồi, nó chừa con chó lại nó giết cái con gấu của mình. À, thì ra nó đổi là có lý do. Vậy là có mình rất ngu nha mọi người. Có mình rất ngu thôi chứ nó không có ngu. Ồ. Thôi rầu, chết tôi rầu. Chết tôi rồi. Có mình tôi ngu thôi chứ đối thủ không có ngu. Thì ra là vậy. Nó để dành cái con chó lại là có lý do. Trời ơi, giờ tôi mới nhận ra. Sao tôi ngu dại vậy trời. Rồi, có nhiêu điểm đây? 6 điểm hả? Trừ phi là nó phải có 8 điểm thì nó mới giết mình được. 6 điểm là thôi thua rồi. Chết mày rồi con ơi. Bị gấu trúc ăn thịt rồi. Gấu trúc trong game này ăn thịt nha, chứ không ăn trúc nha. Ghê chưa, nhìn ngầu nha. Cái lúc mà nó thắng nó nhìn quay nghiêng nghiêng kiểu ta đây ghê. Rồi, chắc là trận tiếp theo thì thích sẽ làm một trận mod đi. Ok, vì là một trận mod nên Rick sẽ để cái con Panda phía trước cho nó copy điểm tấn công, điểm máu. Rồi tiếp theo là cho con Indoraptor Gen 2 này hả? Hồi máu đi. Rồi, còn con kia. Ok, nếu mà giết được một con của đối thủ thì chúng ta sẽ được cộng một điểm action, một cái action point. Let's go. Đây, gặp Indoraptor Gen 2 rồi. Level 38 luôn, cao thật. Chùi. Nó còn được tăng đam, tăng máu nữa. Chà, kỳ này ngon rồi nha. 28.000. Wow, Panda được nhiều máu nha. Nhiều máu, nhiều đam rồi. Ha ha, chết mày rồi Indoraptor ơi, chạy không thoát đâu con ơi. Nhiều đam nhiều máu mà tao còn có hồi máu nữa. Để dành luôn, chắc chắn nó cũng sẽ để dành, tại vì 2-3 điểm đầu tiên quánh chưa chết được con này đâu, ít nhất là cũng phải được 5 điểm. 4 điểm hả? 4 điểm chắc chết không? 46 hả? 4 điểm chết á. Nên khả năng chết rất là cao nha các bạn. Nếu mà chúng ta ý y, nó chỉ thủ 1 điểm thôi.
chà, trận này đánh căng rồi nha, mình phải nhử được cái con Indoraptor Gentle đó đánh trước, trừ phi nó phải đánh trước thôi. Rồi ok, 5 điểm quánh 3 điểm rồi, là còn 2 điểm, 2 điểm 6 điểm hả. Rồi để dành 2 điểm, hụ 3 điểm cho chắc ăn. Rồi đối thủ này cũng gọi là khá là thận trọng. Bốn điểm rồi, suy nghĩ dữ ra. Ôi trận này đánh mệt đây. Yes, bốn điểm quánh 3 điểm rồi, chết mày rồi con, mày còn có một điểm thôi. Yeah, đó phải vậy. 5 điểm, ngon ngon ngon. Rít sẽ tích điểm để dành. Ok, năm điểm quánh 3 còn 2. 1 2 3. Đó, nó sẽ tích điểm để dành. Rồi xong, nó hết điểm luôn rồi. Bây giờ nó làm sao đây? Ôi trận này suy nghĩ căng này nha. À, anh quánh 1 điểm thôi. Ok. Chết, chết chưa, chết chưa. Giờ làm gì tôi đây? Quánh đi, 6 điểm quánh đi. Yes, đã đến lúc rít ra tay rồi các bạn ơi. Đó, hồi máu lại nè. Rồi, bây giờ con Indoraptor đó hết điểm rồi. Và rít còn tới 8 điểm lận. Chơi vậy mới đã nè. 24.000 27.000, con này được có 2.003, 6.008, 1, 2, 3, chạy cho chắc ăn. Tại con kia mình đã bị mất hết một ít máu rồi, thì mình copy điểm máu, điểm tấn công của nó 6.008, thì nếu mà mình thủ có 2 điểm, có thể nó quánh, sẽ chết mình đó. Đó, nếu mình thủ 2 điểm nhiều khi 2.001 quánh, khả năng chết cũng có đó, nên là không được ý. Yes, nó quánh hết 4 điểm rồi, quá mừng. Bây giờ hình như là mình được tặng được một điểm nữa nè, giết được một con của đối thủ là tặng một điểm nè. Đó, quá ngon. 1 2 3 điểm, con này nhiêu đây? 10.000 3.000, thủ 3 điểm cho chắc ăn các bạn ơi. Không biết là tính toán sao, thủ 3 điểm đi, đảm bảo an toàn. Đó, thủ 3 điểm là an toàn nhất đó chứ. Thủ 2 điểm là chết queo rồi. Rồi xong. Yes, hồi máu nè. Đó, giờ nên kết thúc trận này không ta? Ok, kết thúc đi, chút nữa mình tính tiếp. 5 điểm tấn công, cho các bạn thấy 5 điểm tấn công của con gấu này như thế nào. Chui, bay lên, cắn hả? Ok rồi các bạn, game của Rick nãy giờ nó bị văng ra bên ngoài, nên là Rick cũng tốn khá nhiều thời gian để ha, reset game, reset máy, rồi ha, xóa bộ nhớ đệm cho cái trò Jurassic World Game. Rick không biết là Jurassic World Game nó đã fix được cái lỗi là vô game nó không bị văng ra hay chưa, chứ rất là thấy là không được gì rồi. Các bạn thấy sao? Chứ là rất thấy không ổn chút nào luôn á, kỳ cục. Rồi vậy thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Rick sẽ chọn cái splinter cho cái con panda nè.
Còn chọn Rex với lại con Indoraptor thì Rex sẽ chọn những kiểu tăng đam tăng máu luôn, cho nó ngon lành luôn các bạn. Để coi coi đối thủ của Rex là sẽ như thế nào. Lần này tăng đam tăng máu thì lần sau Rex sẽ chọn cái skill là giảm đam giảm máu. Để coi là ha, những cái trận đó nó có thú vị hay không. À, nó chơi nó copy các bạn ơi. Rồi xong luôn. Ơi à, nó chơi nó copy cái Splinter của Rex rồi. À nó. Ok, đấu với mày luôn cái con quỷ Ankylo kìa. Ankylocephalus. Người công nhận nó nhìn cái con Ankylocephalus nhìn nó giáp nó chắc dễ sợ. Chết 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 chết. Không được rồi, nó đổi qua Indoraptor rồi. Để giành điểm luôn, sợ gì mày. Mày quánh đi. Giáp ngon, quánh tao 2 điểm đi. Chứ sợ liền. Thôi coi như trận này Panda hy sinh nha các bạn. Xui rồi. Xui rồi, gặp cái con kia nó cướp cái Splinter rồi. Thôi chịu thôi. Đó, quánh 4 điểm đi. Quánh hết 4 điểm đi, tao lấy cái con cho mày là Rex là tao quánh với mày luôn. Rồi Panda hy sinh giục. Thử quánh cái Panda nó bay. Lộn. Lộn 2-3 vòng gì luôn. Nè. Mày hả con? Tưởng mày ngon ăn hả? Chơi với mày nè, hai con còn lại của tao là khắc tinh của mày rồi. Sợ gì mày? Tội nghiệp Panda của Rex quá. Đánh đấm kỳ cục, chơi chơi ăn cắp mod của người ta. Chút nữa Rex chơi ăn cắp mod lại của tụi nó. Cho nó thí dụ. Đó nè, đợp vô mặt mày nè. Chết mày nè con. Mấy cái trận này thì chắc đánh rất là dễ dàng rồi, bị khắc bị đối thủ bị mình khắc tinh rồi. Sợ gì đối thủ nữa. Nè, 8 điểm luôn. Trận này khá là nhanh nha. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi. Đó. Đớp nó phải. Mày nè con, xong rồi. Ha ha. Quá đã. Ê, ngày hôm nay spotlight là của con Panda nên là có nhiều là Rick chọn hết cho nó. Rồi lần này thì Rick sẽ chơi cái Shuffle Clone Toxin nó. Vậy này nó mới hấp dẫn. Vô. Đổi qua, đổi lại, đổi tới, đổi lui. Coi ai ngon hơn ai. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đối thủ mạnh quá. Ơ, đối thủ cũng có Shuffle à. Rồi. Chắc đổi riết. Clone copy điểm tấn công điểm máu tăng máu Shuffle clone tiếp. Yeah. Chưa đổi qua đổi lại nó được tăng máu nữa hả? Trời ơi. Tăng máu liên tục người ta. Thôi cũng được, vậy cũng được đi. Chỗ nó tăng cho con Indoraptor kia 17.000 máu rồi. Dù sao thì hả, đổi tới đổi lui vẫn vậy luôn các bạn. À, mình vẫn còn cái clone với lại cái toxin luôn. Trời,
Ngon. Lại là một trận đối đầu giữa con Panda với lại con Gigalocephalus y chang cái trận hồi nãy luôn. À, nó tưởng nó đổi qua Indoraptor là nó ngon, nhưng mà nó sai lầm rồi các bạn. Đổi qua Indoraptor là mình copy điểm máu, điểm tấn công của nó. Mày sao tao vậy à? Chùi giả quánh một đĩa luôn. Anh đổi qua mà anh quên là mình có clone hay sao á. Thôi được rồi, giết luôn con Indoraptor đi. 17.000. Trời ơi, phải mất hết 4 điểm mới giết được. Rồi thôi thua rồi. Chết mày nè Indoraptor. Đấy. Thôi. Rồi nó 3 điểm nó giết mình rồi. Thôi lỡ rồi, chịu thôi. Lại chết con gấu trúc nữa các bạn ơi. Ây. Nhưng mà bù lại thì cái con Gigalosaurus của mình được bóp máu lên tới 20.000 máu. Indominus level 21, xi nhê gì máu với con Baki của mình. Đó, quánh. Rồi quánh xả láng luôn. Rồi mình quánh xả láng luôn. Nè, quánh điểm thôi. Ngay với nó thôi. Mình có chiêu này nhây thú vị hơn nè, lấy cái con Toxin này ra đó. Vậy là bao nhây luôn nè, cứ mỗi lần là rút máu nó một phát đó. Vậy đi cho nó ngon, rút phát nó chết luôn rồi. Không thèm quánh nữa các bạn, chấp nó quánh luôn, chấp nó quánh luôn. Nick sẽ chơi cái chiêu này rất là đặc biệt luôn. Hữu 8 điểm, ha ha ha, hữu 8 điểm. Rồi quay trở lại ý tưởng táo bạo của Nick trong cái trận này là sẽ như thế nào. Rít sẽ lấy cái con hai con này giảm đam, giảm đam là hết 45%, là 90% rồi. Con Indoraptor còn lại sẽ tăng đam đó, hai con giảm đam của đối thủ xuống 90% và một con tăng đam cho cái con Panda, thì có thể là gặp đối thủ là Indoraptor Chinturi đó. Ngon. Ơ à, lại tắt tiếng. Ui cái game này thiệt. Ơ à, nó lại tăng đam à, 700 mấy kìa, 7.000 mấy. Ồ, nó đưa con Indoraptor kia qua là nó khóa cái mod của mình sao ta. Được, nó mà đưa con Indoraptor kia qua biết ngay nó khóa mod. Nó sẽ lấy con Indoraptor còn lại của đích chơi với nó. Rồi, tao chơi với mày luôn nè. Đó. Thử coi mày làm gì tao.
sợ liền. Chuỗi giống của anh 2 điểm luôn các bạn. 2 điểm là rồi, tôi cho mày lên đường luôn. 2 điểm đó con. 1, 2, 3. 25.000 là mày chết bà mày rồi. Đó. Cười é luôn với con Indoraptor nè. Mày. Con kia còn được nhiêu? 300 điểm. Làm gì ăn? 300 điểm của mày giờ làm gì ăn? Đó, 300 điểm ngồi đó cười. Chút nữa là tao lấy con gấu ra tao rỉa máu của mày. Đó, 6 điểm đó, quánh đi. Nhưng mà để giành điểm làm gì? À, đổ qua con này cũng được. 7 hả? 1, 2. Đó, rồi xong. Xong mày rồi con ơi, bị rỉa máu gần chết rồi. Spy nữa chứ, trời ơi. Họ 8 điểm nó giết đi. Quánh đi cho nó đẹp. 8 điểm. Chứ giờ 8 điểm để đó. Ui, 8 điểm quánh 3 điểm trời. Chết sẽ dụ nó quánh hết điểm mới lấy, dám lấy gấu ra chứ lấy gấu ra cũng mệt mỏi với tụi nó lắm á. Quánh đi còn chần chừ gì nữa bạn ơi. Trời, phải đổi Indoraptor mới ghê chứ. Rồi. À. Được. Lấy Indoraptor quánh 7 điểm cho nó hấp dẫn đúng không? Con kia quánh 7 điểm thì nhìn tèo quá, đưa con Indoraptor ra quánh 7 điểm. Này. Thời khắc của Rick đã tới. Thời khắc của gấu đã tới. Đó. 1, 2. 2.900 nè. 3. 5.200 được. Để giành 4 điểm luôn. Đó. Rồi, trời ơi, tới trận cuối cùng rồi. Rick mới cho các bạn thấy được là tuyệt chiêu. Đánh 8 điểm của con gấu trúc. Đây, 8 điểm nha. Trời ơi, còn có 147 rồi hả? Tội nghiệp bạn quá bạn ơi. Chơi mod kiểu này là chơi hả? Ông cố nội người ta rồi. Ủa, 8 điểm là chỉ có nhào lên vậy thôi hả? Con gấu trúc là 8 điểm là chỉ có. Còn thua cái cắn nữa, thấy cắn có vẻ lợi hại hơn hả? Rồi thôi, chắc là Rick xin kết thúc video của Rick tại đây. Video cũng khá là dài rồi các bạn. Nếu mà các bạn nào thấy video của Rick hay thì nhớ cho Rick một like và share video nha. Và đừng quên là tối nay chúng ta có một cái trận tournament của con gấu trúc. Bạn nào muốn có nó thì nhớ đánh nha. Con gấu trúc này mới ra nên là người ta sẽ tranh thủ, người ta đánh rất là nhiều. Người ta đánh rất là nhiều nên là các bạn muốn sở hữu nó, các bạn phải cố gắng lắm mới có được con gấu trúc. Đó, rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Thank you for watching my video. Please support for my channel by clicking like, share and subscribe button. Bye bye. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.